Thưa quý vị và các bạn, xu hướng xe điện đang ngày càng phát triển và được nhiều người dân lựa chọn, nhất là ở những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những tiện lợi có được thì phương tiện này thời gian qua cũng gây ra không ít khó khăn cho người dân tại các chung cư khi nhiều nơi cắm sạc xe điện ở hầm chung cư để hạn chế cháy nổ, các sự cố hỏa hoạn. Và theo Nghị định 95 hướng dẫn chi tiết luật nhà ở vừa được ban hành, từ ngày 1 tháng 8, chung cư được xếp hạng cao nhất là hạng 1 theo tiêu chí mới sẽ phải đáp ứng điều kiện, trong đó có xếp hạng cao nhất phải bố trí điểm sạc cho xe điện. Vậy việc này có dễ dàng thực hiện và nếu triển khai vào thực tế thì cần phải đưa ra những tiêu chuẩn như thế nào về khu vực sạc xe điện để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy? Chia sẻ rõ hơn về nội dung đang rất được quan tâm này, MC Thùy Dương sẽ có cuộc trò chuyện với ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam. Nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin chào buổi tối của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Việt Nam đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Vâng ạ, xin thưa ông là hiện nay thì xe đạp điện được rất nhiều người dân lựa chọn ở thời điểm hiện tại để có thể làm phương tiện di chuyển cũng như sử dụng. Theo quan sát của ông thì điểm sạc cho xe điện ở tại các chung cư, ở tại các khu vực thành phố lớn như là Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì có đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng xe điện hay không ạ? Chính sách phát triển xe điện là một xu hướng tất yếu của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh và xây dựng giao thông xanh. Trong những năm gần đây thì tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì xe điện được phát triển với tốc độ rất nhanh, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất lắp ráp trong nước. Chỉ riêng về góc độ số lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước thì theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì trong năm 2023 thì lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước đạt con số trên 15.000 xe và quý 1 năm 2024 thì đạt trên 7.000 xe. Tuy nhiên về mặt xây dựng các trạm sạc điện cho xe điện thì phát triển với một tốc độ nó chưa tương xứng. Ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì các cái trạm sạc cho xe điện nói chung và trạm sạc xe điện ở trang bị tại các hầm chung cư nói riêng thì chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và những nhu cầu sạc điện cho cái người sử dụng điện xe điện. Sau rất nhiều những sự cố cháy nổ và đặc biệt là sự cố cháy chung cư mini ở tại Thanh Xuân, Hà Nội thì có nhiều nơi là cấm sạc xe điện ở trong hầm chung cư. Và rõ ràng là việc này vô hình chung gây khó khăn cho những người sử dụng. Theo ông thì cách ứng xử này có cực đoan hay không ạ? Sau cái sự cố cháy nổ tại chung cư tại quận Thanh Xuân với cái thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản thì một số nơi đã đưa ra cái yêu cầu là cấm sạc xe điện tại chung cư, gây khó khăn cho người sử dụng xe điện. Ở góc độ quan sát của tôi thì tôi cho rằng là cái hành động mà cấm sạc xe điện trong hầm chung cư ấy là một trong những cái biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, bởi nó xuất phát từ cái nguyên nhân chủ yếu như sau. Thứ nhất là khi mà xây dựng chung cư thì chủ đầu tư thì chưa tính được cái khả năng về tốc độ phát triển của xe điện cũng như nhu cầu sử dụng xe điện ngày một tăng rất là cao. Và khi mà cái nhu cầu sử dụng xe điện tăng cao thì cái nhu cầu sạc điện cũng tăng cao. Cái hệ thống hạ tầng điện trong khu chung cư sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu sạc điện và dễ dẫn đến tình trạng quá tải khi sạc điện vào những thời điểm nhất định, thường là vào ban đêm mà khi mà người lao động đã đi làm về và tập trung sạc điện. Ở đây có thể đánh giá cái góc độ là việc cấm sử dụng sạc xe điện tại các chung cư, nếu mà chủ đầu tư hoặc là các cơ quan chức năng mà cấm để đánh giá lại toàn bộ hệ thống hạ tầng thiết bị điện trong cái khu chung cư cũng như là nhu cầu sử dụng điện, từ đó có cái giải pháp mà khắc phục được để đảm bảo là cái hệ thống hạ tầng điện đáp ứng cái nhu cầu sạc xe điện trong một thời gian ngắn, khắc phục xong và cho người dân sử dụng lại xe điện và có thể sạc tại chung cư thì đó là những cái hoạt động rất là tích cực. Tuy nhiên nếu mà cái hoạt động cấm trong một thời gian dài và không có giải pháp gì thì rõ ràng đây là cái hoạt động mang tính cực đoan. Và để đảm bảo theo an toàn cho cái việc sạc xe điện tại chung cư thì quan điểm của tôi cho rằng là cần phải có sự giải vào cuộc đồng bộ của cơ quan, của chính quyền địa phương, của cơ quan cung cấp điện và của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Cần tư vấn cho chủ đầu tư tính toán cái công suất điện và xây dựng hệ thống điện để đáp ứng được các cái nhu cầu về sạc xe của người dân. Ở góc độ người dân thì cái việc mà trang bị xe đạp điện cũng như là pin xe điện và thì cần phải được mua từ các hãng có uy tín, mua xe điện từ các cái loại xe mà được kiểm định về nhà nước và cũng như là tuân thủ các cái hướng dẫn của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng xe điện. Vâng.
Theo Nghị định 95 hướng dẫn chi tiết về luật nhà ở vừa được ban hành kể từ ngày 1 tháng 8, chung cư được xếp vào hạng cao nhất, tức là hạng nhất, theo những cái tiêu chí mới sẽ phải đáp ứng với rất nhiều điều kiện. Trong đó thì chung cư nếu như muốn được xếp hạng vào top đầu cao nhất phải bố trí những điểm sạc cho xe điện. Vậy thì ông nghĩ sao về cái sự điều chỉnh này? Nghị định 95/2024 của Chính phủ quy định một số điều của luật nhà ở, trong đó thì có quy định là chung cư hạng cao nhất là phải có trạm sạc xe điện. Đây là một cái quy định rất phù hợp với xu thế phát triển bền vững cũng như là chính sách của nhà nước nhằm chuyển mục tiêu là chuyển đổi năng lượng. Cái quy định bắt buộc phải có trạm sạc tại chung cư thì sẽ tạo điều kiện đảm bảo an toàn cũng như sự thuận lợi cho người sử dụng xe điện trong cái chung cư đó. Ở góc độ người dân thì các quy định này sẽ nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, bởi vì với sự gia tăng của các trạm sạc xe ở chung cư thì sẽ dễ dàng cho người dân chuyển đổi sang sử dụng xe điện cũng như là đảm bảo về an toàn và sự thuận lợi trong quá trình sử dụng. Ở góc độ quản lý nhà nước thì quy định này sẽ đáp ứng tốt cho cái mục tiêu là chuyển đổi và xây dựng giao thông xanh, hướng tới mục tiêu là phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cũng như là bên cái tác dụng nữa là với sự gia tăng của các trạm sạc xe điện tại chung cư sẽ giảm tải cho các trạm sạc công cộng và giảm cái thời gian cho người dân chờ đợi trong quá trình sạc điện. Với những đặc thù của những đô thị lớn như là Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì theo quan sát của ông thì cái việc này liệu có dễ dàng để có thể thực hiện hay không? Các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những cái đô thị với mật độ dân cư đông và tiềm năng kinh tế lớn, do vậy dễ dàng phát triển các cái khu đô thị hạng cao. Ở đây là khu hạng 1 và theo cái quy định của Nghị định 95 vừa rồi. Tuy nhiên thì việc xây dựng ở đây thì sẽ phân thành hai cái loại hình. Một là cái loại hình chung cư xây mới thì hoàn toàn có thể là bố trí được các trạm điện theo cái quy định của Nghị định 95. Bởi vì là các trạm điện khi đó sẽ được quy hoạch thiết kế và xây dựng theo các cái tiêu chuẩn ngay từ ban đầu về mặt vị trí, về mặt công suất, về mặt hạ tầng của điện. Đối với các cái chung cư hiện hữu thì ở đây muốn bố trí được các trạm sạc xe điện theo quy định thì cần phải đánh giá tổng thể, rà soát tổng thể về nhu cầu sạc điện tại các khu chung cư đó, về hạ tầng của khu chung cư đó có đáp ứng được cái nhu cầu hay không, và vị trí sẽ bố trí các trạm sạc có đảm bảo các yếu tố về mặt tổng thể chung, về mặt an toàn phòng cháy cháy như là lối thoát nạn hay là có phá vỡ hoặc làm thay đổi các giải pháp về chống cháy lan và thay đổi cái hệ thống phòng cháy chữa cháy hay không. Trên cơ sở đó thì mới quyết định được là vấn đề là có bố trí được hay không. Và yếu tố rất là quan trọng theo tôi là nhà nước cần sớm ban hành các cái quy chuẩn về xây dựng các trạm sạc xe điện để có những cái tiêu chuẩn thống nhất. Trên cơ sở đó thì mới đảm bảo được là có bố trí dễ dàng hay không. Bởi vì trong cái điều kiện mà mật độ dân cư đông, diện tích chật hẹp ở các khu đô thị thì cái việc bố trí về mặt diện tích rất quan trọng và cần phải đảm bảo được là có các cái tiêu chuẩn để xe điện của các hãng khác nhau có thể sử dụng chung các cái cổng sạc ở tại các cái trạm sạc xe điện đó. Vâng ạ. Nếu như việc này được thông qua và được thực hiện thì chúng ta cần phải có những quy hoạch và đưa ra những cái tiêu chuẩn như thế nào để cho các trạm sạc xe điện vừa thuận tiện cho người dân, lại vừa đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, và trong cái hệ thống thang về quy chuẩn thì đâu sẽ là một cái tiêu chí quan trọng nhất? Khi mà xây dựng quy hoạch về các trạm sạc xe điện ấy, thì các trạm sạc thường sẽ được hướng đến bố trí ở những cái vị trí trọng điểm, nơi tập trung đông xe. Ví dụ như là các cái bãi đỗ xe, các điểm dừng nghỉ, các cái trạm xăng, khu trung tâm thương mại, chung cư hay là trường học. Đối với chung cư thì khi mà bố trí các cái trạm sạc xe điện ở dưới hầm chung cư ấy, thì về mặt vị trí cần được bố trí tại một khu vực riêng, đáp ứng các cái yêu cầu về mặt diện tích, về mặt khoảng cách cũng như là phải có cái người mà giám sát thường xuyên. Về mặt kỹ thuật thì khi mà lắp đặt các trạm điện thì cần phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn kỹ thuật về hệ thống hạ tầng điện. Chủ đầu tư cần phải tính toán cái nhu cầu và công suất của thiết bị sạc, từ đó thì xây dựng hệ thống trạm điện trong cái chung cư đáp ứng được cái công suất yêu cầu đó. Với các cái vị trí lắp đặt các trạm điện khác ngoài chung cư thì ở đây cần, ngoài các yếu tố trên thì cần tính toán đến khả năng đấu nối vào hệ thống lưới điện, bởi vì là các cái trạm điện, trạm sạc xe điện này thì thường là có cái nhu cầu tiêu thụ điện rất là lớn. Về mặt phương án bố trí thì các trạm điện khi bố trí thì cần đảm bảo các cái yêu cầu về an ninh an toàn phù hợp với quy hoạch về phát triển lưới điện, đảm bảo các yếu tố về phòng cháy chữa cháy,
các cái yếu tố chống dò điện khi mà xảy ra các hiện tượng tự nhiên như là lũ lụt, ngập úng. Các cái trạm điện này cũng một trong những yêu cầu quan trọng là phải lắp đặt đầy đủ các cái thiết bị bảo vệ, không chỉ bảo vệ an toàn cho điện mà còn phải đảm bảo về các yếu tố mà chống cháy nổ do các cái sự cố thiết bị điện trong cái trụ sạc, cũng như là sự cố các thiết bị điện kết nối với trụ sạc. Trong các cái tiêu chí để liên quan đến vấn đề là bố trí trạm sạc cũng như là vị trí trạm sạc để đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo các yếu tố về an toàn phòng cháy chữa cháy, thì cái vấn đề về an toàn phòng cháy bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Do vậy mà tiêu chí về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc xây dựng các trạm điện tại các khu chung cư nói chung và tại các cái trạm điện ở các vị trí khác thì cái yếu tố an toàn phòng cháy chữa cháy là vấn đề quan trọng nhất. Tại một số những quốc gia khác trên thế giới, những quốc gia mà có mật độ dân sử dụng xe đạp điện cao, xe điện cao, vậy thì họ sẽ quy hoạch những khu vực sạc điện cho người dân như thế nào thưa ông? Chúng ta có học hỏi được ở những kinh nghiệm gì so với những các quốc gia như vậy? Khảo sát của nhiều nước trên thế giới thì tôi thấy là có ba cái nước này đáng chú ý. Thứ nhất là Na Uy. Na Uy là một trong những cái nước mà có thể nói là có lượng xe điện hàng đầu thế giới. Na Uy đã xây dựng được các hệ thống trạm sạc xe điện công cộng rất mạnh và bố trí trọng tâm vào các khu vực đô thị cũng như là dọc các cái tuyến đường cao tốc. Chính phủ Na Uy thì cũng có những chính sách ưu đãi về thuế và chính sách tài chính hỗ trợ để khuyến khích người ta lắp đặt các trạm điện tại các cái vị trí trọng điểm đó. Thứ hai là Hà Lan, cũng là một trong những nước mà có tỷ lệ xe điện rất cao. Thì chính phủ Hà Lan thì lại xác định là ra cái số lượng trạm xe điện cần thiết một cách rất là cụ thể và có những cái chính sách khuyến khích và những kế hoạch hành động cụ thể để đạt được cái mục tiêu xây dựng các trạm điện cụ thể đó. Còn gần nước chúng ta là Trung Quốc, là một nước mà sản xuất xe đạp điện lớn nhất thế giới. Trung Quốc thì đã xây dựng được một cái mạng lưới trạm sạc rất là đa dạng và nhiều, với sự tham gia của các cái doanh nghiệp nhà nước cũng như của tư nhân. Chính phủ Trung Quốc thì cũng đã góp phần có những cái chính sách hỗ trợ, ưu đãi và hỗ trợ để mọi thành phần cùng tham gia xây dựng các hệ thống trạm sạc để đảm bảo cho là cái cung cấp đủ cái nguồn điện cho các trạm sạc. Từ cái kinh nghiệm đó thì ở phía Việt Nam theo cái nhìn nhận của tôi thì tôi cho rằng là cần phải có những cái rút ra những cái kinh nghiệm như sau. Thứ nhất, về mặt kế hoạch tổng thể thì Việt Nam cần phải có một cái kế hoạch phát triển cái trạm xe điện một cách rất là tổng thể với những mục tiêu rõ ràng và lộ trình thực hiện cũng như là có các chính sách ưu đãi. Thứ hai là đầu tư thì cũng cần khuyến khích và thu hút các nguồn đầu tư khác nhau, từ cái nguồn đầu tư của nhà nước, của các cái khối doanh nghiệp, của các tổ chức xã hội cũng như của các nhà đầu tư nước ngoài. Và thứ ba là về mặt vị trí thì cần xác định rõ ràng các vị trí mà tập trung nhiều xe điện, thuận lợi cho người dân trong cái quá trình sử dụng xe và nạp điện để sẵn sàng sử dụng, như là các khu đô thị lớn này, các khu vực tập trung đông xe. Và điều quan trọng nhất là cần sớm ban hành các tiêu chuẩn, các quy chuẩn về trạm để xây dựng các trạm sạc xe điện một cách để người dân có thể vận dụng và xây dựng một cách thống nhất, đảm bảo được là yếu tố về hiệu quả đầu tư cũng như là hiệu quả sử dụng, làm sao để các cái xe điện của các hãng khác nhau có thể sử dụng chung các cái trạm sạc, các công sạc. Một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ từ ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam.